Chào mẹ em, hôm nay thì anh sẽ nói cho mẹ em về cái bệnh đái tháo đường. Thì đây là một cái series gồm 5 video. Cái nội dung mà anh tham khảo là từ cái phác đồ điều trị đái tháo đường, cái guideline điều trị đái tháo đường của ADA năm 2015. Nó có rất là nhiều các cái vấn đề cập nhật. Và hôm nay thì anh sẽ phân tích cho mẹ em tất cả những cái cập nhật đó, cũng như là những cái vấn đề mà ADA đề cập trong cái tài liệu của họ. Mục tiêu cao nhất trong cái series 5 cái video này của anh á, là sau khi mẹ em nghe xong thì mẹ em sẽ điều trị được một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 và một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 một cách hoàn chỉnh, vì anh sẽ cover tất cả các cái tình huống lâm sàng có thể xảy ra. Và trước khi mà mẹ em có thể đi đến các cái ví dụ lâm sàng mà anh đưa ra sau á, thì mẹ em phải có một cái nền tảng lý thuyết. Cho nên thì anh khuyên là mẹ em nên nghe theo thứ tự cả cái video này nha. Ở đây anh có cái đường link đến từng video, thì mẹ em có thể click vào cái đường link để mà đến cái video mà mình cần nghe. Trong đó cái video số 1 thì mẹ em cần click, vì sau cái slide này sẽ là cái video số 1 ha. Đầu tiên là anh sẽ nói về cái video đầu tiên thì anh sẽ nói về cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Video số 2 thì anh sẽ nói về cái mục tiêu kiểm soát glucose máu theo ADA năm 2015. Tất cả những cái video này cũng đều rất quan trọng, cho nên mà em phải nghe hết. Video thứ 3 là cái video phức tạp hơn liên quan tới điều trị đái tháo đường type 1 nha. Trong cái video này thì chủ yếu là anh sẽ nói về cả cái loại insulin và cái cách chúng ta chỉnh liều như thế nào cho phù hợp với từng bệnh nhân. Cái video số 4 là cái video về cái phác đồ điều trị đái tháo đường type 2 theo ADA năm 2015. Và cái video mà theo đánh giá của anh là hay và thú vị nhất đó là cái video số 5. Đó là các cái tình huống lâm sàng mà mẹ em thường hay gặp trong đái tháo đường type 2. Và anh hy vọng cái video số 5 này nó sẽ giúp mẹ em có thể tiếp cận được tất cả các cái tình huống nha mà anh đã từng tiếp cận đối với một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 2. Và dĩ nhiên thì mẹ em sẽ không thể bỏ giai đoạn mà em nghe video số 5 đầu tiên, thì nó chắc chắn nó sẽ rất là khó hiểu ha. Các em muốn nghe video số 5 thì mẹ em phải nghe video số 4 trước và video số 2, tức là mục tiêu kiểm soát ADA năm 2015 ha. Và cái tài liệu của ADA năm 2015 thì anh đã để ở phía dưới cái phần description của cái video này, mà em có thể download nó về để mà tham khảo. Còn riêng cái video về cái điều trị đái tháo đường type 2 thì anh cũng có một cái framework ở dưới cái video, cái phần description của video, thì mà em có thể download nó về. Bên cạnh đó thì bên cạnh cái series 5 cái video này thì anh có một cái video anh dịch từ từ cái một cái video của một ông thầy rất là nổi tiếng dạy dược lý. Anh quên mất cái tên của ông thầy, nhưng ông này nó dạy rất là hay và rất là hay đó. Và anh lấy cái video của ông anh làm phụ đề, nếu mà em muốn quan tâm hơn tới cái vấn đề về dược lý của cả cái thuốc điều trị đái tháo đường thì mà em click vào cái video ở đây ha. Thêm vào đó thì cả cái video nó sẽ liên tục nhau, có nghĩa là cuối cái video 1 sẽ có cái đường link tới cái video số 2, cho nên mà em sẽ không cần phải là đi tìm cái video số 2 nó nằm ở đâu ha. Ở cái video đầu tiên này thì anh sẽ nói cho mẹ em về cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường của ADA 2015. Thì nếu như mẹ em có tham khảo về cả cái tài liệu trước đó, cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường trước đó của ADA, thì mẹ em sẽ nhận thấy là cái tiêu chuẩn của năm 2015 nó không khác gì so với tiêu chuẩn từ năm 2006 trở đi hết nha. Nó sẽ bao gồm 4 tiêu chuẩn nha, và bệnh nhân chỉ cần thỏa mãn một trong 4 tiêu chuẩn này thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là đái tháo đường. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là A1C lớn hơn hoặc bằng A1C, tức là HbA1c lớn hơn hoặc bằng 6,5%. Tiêu chuẩn số 2 đó là FPG. FPG tức là fasting plasma glucose, tức là glucose huyết tương tĩnh mạch lúc đói. Glucose huyết tương tĩnh mạch lúc đói thì mình thường ký hiệu cái chữ đó là R0. R0 lớn hơn hoặc bằng 7,0 milimol trên lít. Tiêu chuẩn số 3 đó là glucose huyết tương tĩnh mạch 2 giờ sau làm nghiệm phạm dung nạp glucose phải lớn hơn hoặc bằng 11,1 milimol trên lít. Thì glucose
sau làm nghiệm pháp dung nạp glucose thì anh sẽ anh ký hiệu là R2, R2 lớn hơn hoặc bằng 11,1 millimol trên lít. Và tiêu chuẩn cuối cùng đó là random plasma glucose, tức là glucose tĩnh mạch, huyết tương tĩnh mạch bất kỳ, glucose huyết tương tĩnh mạch bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 11,1 millimol trên lít ở một cái bệnh nhân có các triệu chứng cổ điển, các cái triệu chứng của tăng glucose máu, các cái triệu chứng cổ điển của tăng glucose máu thì mẹ em biết rồi, một trong bốn triệu chứng, các triệu chứng là ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều gây nhiều, hoặc hoặc hyperglycemic crisis, người ta gọi là cơn tăng glucose máu cấp. Vậy cơn tăng glucose máu cấp là gì? Cơn tăng glucose máu cấp là một trong hai bệnh lý. Bệnh lý thứ nhất đó là toàn cetone đái tháo đường, và bệnh lý thứ hai là tăng thẩm thấu do tăng glucose máu, hyperosmotic hyperglycemic state. Bệnh nhân chỉ cần có một trong hai cái này và kết hợp với glucose bất kỳ lớn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là đái tháo đường. Rồi, như vậy tiêu chuẩn của họ bao gồm bốn tiêu chuẩn như vậy, và anh sẽ phân tích một số cái vấn đề liên quan tới cả cái tiêu chuẩn này. Đầu tiên á, thì anh sẽ nói về HbA1c trước. HbA1c trong tài liệu của ADA người ta chỉ ký hiệu bằng một cái từ đó là A1c thôi, và tiêu chuẩn của nó là lớn hơn hoặc bằng 6,5%. Thì mẹ em nhìn cái đoạn ghi ở sau cái tiêu chuẩn HbA1c của ADA. Test này nên được thực hiện ở một cái phòng thí nghiệm sử dụng một cái phương pháp được chuẩn hóa bởi NRSP và được 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 chứng nhận bởi NRSP và được chuẩn hóa theo theo cái xét nghiệm của DCCT. Như vậy, trong cái tiêu chuẩn này chúng ta thấy có hai cái thuật ngữ đó là NRSP và DCCT. Thì hai thuật ngữ này là NRSP tức là chương trình chuẩn hóa glycoprotein quốc gia của Hoa Kỳ, và DCCT đó là một cái thử nghiệm về biến chứng và kiểm soát đái tháo đường, kiểm soát và biến chứng của đái tháo đường. Rồi, thì DCCT này á, là một cái nghiên cứu nó rất là lớn, nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng vào năm 1993, và đây là cái nghiên cứu đầu tiên chứng minh được cái mối liên hệ giữa HbA1c và cả cái biến chứng của mạch máu nhỏ, cả cái biến chứng mạch máu nhỏ. Rồi, và mà em cần biết rằng chúng ta có hơn 100 phương pháp, chúng ta có hơn 100 phương pháp để định lượng HbA1c. Và mỗi phương pháp thì sẽ cho ra những cái kết quả rất là khác nhau tùy labo và tùy phương pháp. Những cái phương pháp khác nhau thì cho ra kết quả khác nhau. Cho ra kết quả khác nhau. Đó. Thì anh muốn mà em liên hệ cái kết quả của HbA1c với một cái kết quả ở bên huyết học đó là tỷ prothrombin. Thì tỷ prothrombin là một cái xét nghiệm cùng. Nếu như chúng ta sử dụng những cái bộ kit của những nhà sản xuất khác nhau thì nó sẽ cho ra cả cái kết quả khác nhau. Điều này nó rất là phiền. Nó chỉ được một cái đó là nếu như chúng ta cùng xét nghiệm hai lần trên cùng một mẫu thì nó cho ra kết quả giống nhau. Chứ còn nếu nếu một cái mẫu mẫu của bệnh nhân được gửi tới hai labo sử dụng hai bộ kit của hai nhà sản xuất khác nhau thì nó sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Nó làm cho các bác sĩ lâm sàng rất là phiền phức khi mà họ muốn sử dụng cái tỷ prothrombin để mà theo dõi một cái vấn đề nào đó của bệnh nhân, chẳng hạn như là theo dõi cái vấn đề chống đông ở những cái bệnh nhân sử dụng van tim nhân tạo. Cho nên người ta phải phải chuẩn hóa nó, người ta phải chuẩn hóa nó để sao cho cùng một cái mẫu máu mà làm ở nhiều cái labo khác nhau thì nó sẽ cho ra kết quả giống nhau, và đó là lý do vì sao cái chỉ số INR ra đây. INR chẳng qua là một cái sự chuẩn hóa cái tỷ prothrombin mà thôi. Thì bên HbA1c cũng vậy, HbA1c cũng vậy. Giống như anh đã nói, chúng ta có hơn 100 phương pháp để chúng ta định lượng HbA1c, có hơn 100 phương pháp và nó cho ra những cái kết quả khác nhau nha. Cho nên cùng năm 1993 luôn, cái Hiệp hội Sinh hóa Lâm sàng của Hoa Kỳ á, đã tiến hành thành lập một cái hội đồng, và cái hội đồng này nhiệm vụ của họ là phải làm sao chuẩn hóa cái xét nghiệm HbA1c, và chuẩn hóa này phải phải tuân thủ cái xét nghiệm
ở trong cái nghiên cứu DCCT nha. Và đó là tiền đề, cái hội đồng này là tiền đề của cái chương trình chuẩn hóa glycoprotein quốc gia ra đời một năm sau đó ha. Và chương trình này có nhiệm vụ chuẩn hóa kết quả của HbA1c theo cái xét nghiệm của một cái nghiên cứu, đó là nghiên cứu DCCT ha. Vậy mà em như vậy hy vọng mà em hiểu cái câu của họ ha. Thì phương pháp này phải được chứng nhận bởi NGRP và được chuẩn hóa theo theo xét nghiệm của DCCT. Và theo như anh biết thì hiện nay thì chỉ có một số các cái phòng thí nghiệm ở Mỹ, ở châu Âu và ở Nhật Bản là được chứng nhận bởi NGRP nha. Còn tại Việt Nam thì cũng theo như anh được biết là hiện tại chưa có cái phòng thí nghiệm nào được chứng nhận đạt chuẩn NGRP hết á. Cho nên Hiệp hội Đái tháo đường của Việt Nam thì cũng đang cân nhắc trong việc là sử dụng cái tiêu chuẩn HbA1c để mà chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Nhưng họ chưa đưa vào trong các cái khuyến cáo liên quan tới chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường. Nhưng mà đứng trên phương diện của giảng dạy và hoặc là lâm sàng thì HbA1c vẫn là một cái xét nghiệm rất là quan trọng trong việc chẩn đoán đái tháo đường nha. Như vậy thì cái việc mà người ta chuẩn hóa cái xét nghiệm hemoglobin theo cái kết quả xét nghiệm của nghiên cứu, theo cái kết quả mà theo cái phương pháp xét nghiệm mà trong nghiên cứu DCCT này thì nó có hai mục đích. Thứ nhất á, là cho ra một cái kết quả HbA1c ổn định giữa các labo, và cái thứ hai nữa đó là chúng ta có thể sử dụng HbA1c trong vấn đề tiên lượng, giống như là cái kết quả mà cái nghiên cứu DCCT đã cho biết cách đây cũng hơn 20 năm. Nha, đó là cái mối liên hệ giữa cái việc kiểm soát HbA1c với là các cái biến chứng mạch máu nhỏ nha. Cái này anh sẽ nói kỹ hơn trong cái phần là tiêu chuẩn kiểm soát đường máu. Bây giờ anh đặt tình huống, anh vẽ lại cái hình hồi này. Trong này có rất là nhiều gluco và bên trong này là có hemoglobin, cả cái hemoglobin đã được glycerat hóa chưa. Vì một lý do nào đó, một lượng hemoglobin của bệnh nhân được rơi ra khỏi tuần hoàn nha. Có thể là bệnh nhân bị mất máu hoặc là bệnh nhân bị một cái bệnh lý là thiếu máu, tan máu nha. Như vậy cái lượng hemoglobin, một phần cái hemoglobin được glycerat hóa, một phần hemoglobin được glycerat hóa đã bị rơi khỏi tuần hoàn. Cơ thể sẽ đáp ứng bằng cách cách thứ nhất đó là tăng sinh tủy xương, hoặc là chúng ta truyền máu vào, hoặc là chúng ta truyền truyền máu vào cho bệnh nhân. Tức là chúng ta đã đưa hemoglobin chưa được glycerat hóa vào bên trong tuần hoàn của bệnh nhân. Như vậy những cái tình huống này là những cái tình huống chúng ta bị mất một cái lượng hemoglobin được glycerat hóa, và bệnh nhân được đưa vào cả cái hemoglobin chưa được glycerat hóa. Như vậy đây là những cái tình huống mà sẽ làm giảm cái HbA1c của bệnh nhân. Hoặc là đặt tình huống khác, đó là bệnh nhân có thể không bị mất máu, bệnh nhân không bị mất máu, hoặc là bệnh nhân không bị thiếu máu, tan máu, nhưng bệnh nhân cũng có một số lý do bệnh nhân cũng tăng sinh tủy xương nhưng mà không vì lý do mất máu hoặc là thiếu máu, tan máu. Đó là những tình huống nào, chẳng hạn như là bệnh nhân sử dụng erythropoietin trong điều trị thiếu máu trong cái bệnh lý suy thận, hoặc là cả cái phụ nữ mang thai. Thì đây là những cái tình huống có cái sự tăng sinh tủy xương, và nó tăng sinh tủy xương tức là tăng cái lượng hemoglobin chưa được glycerat hóa vào bên trong tuần hoàn, và nó sẽ làm giảm cái nồng độ của HbA1c xuống. Đây là những cái tình huống rất nhạy cảm và chúng ta không nên sử dụng nó để mà không nên sử dụng HbA1c để chẩn đoán đái tháo đường trong những cái trường hợp này. Và đây là 5 trường hợp mà ADA khuyến cáo chúng ta không nên sử dụng HbA1c để chẩn đoán nha. Anh nhắc lại, thiếu máu, tan máu,
Bệnh nhân được truyền mẫu, bệnh nhân bị mất mẫu, bệnh nhân đang được điều trị bằng erythropoietin và phụ nữ mang thai. Một vấn đề tiếp theo đó là vấn đề tuổi và học BA1C. Thì các em cần nhớ đó là kể cả cái nghiên cứu dịch tễ học để người ta ủng hộ cho việc sử dụng học BA1C trong chẩn đoán đái tháo đường đó, đó là những cái nghiên cứu ở người lớn. Cho nên ADA họ nhận mạnh rằng là có cái sự tương đồng giữa cái học BA1C của bệnh nhân và cái nồng độ gluco mẫu của bệnh nhân ở người lớn, và họ chỉ mới ủng hộ trong việc là sử dụng học BA1C để chẩn đoán đái tháo đường ở người lớn thôi. Còn ở trẻ em thì hiện người ta vẫn chưa có đủ thông tin để có thể đưa cái học BA1C vào trong chẩn đoán đái tháo đường ở trẻ em. Thì đây là một cái vấn đề mà em cũng cần phải nắm. Rồi, như vậy thì anh đã nhắc cho mẹ em về cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, trong đó gồm có cái tiêu chuẩn học BA1C lớn bằng 6,5%, thì anh đã phân tích rất rõ cho mẹ em về cả cái ưu điểm và cái nhược điểm của học BA1C. Nhược điểm của nó là nhiều khi nó không có cái sự tương đồng giữa kỳ xét nghiệm học BA1C với cái nồng độ gluco mẫu thực sự của bệnh nhân, trong những cái trường hợp như là tan mẫu, mất mẫu, hoặc là bệnh nhân được truyền mẫu, phụ nữ mang thai, hoặc là những người đang dùng liệu pháp erythropoietin, thì những cái người đó không được sử dụng học BA1C trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Nhưng mà học BA1C có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là nó rất là ổn định nha. Nó thể hiện cái nồng độ gluco mẫu của bệnh nhân trong thời gian 8 tuần trước đó, cho nên nó rất là ổn định và bệnh nhân có thể làm bất cứ lúc nào, chứ không nhất thiết là phải làm thời điểm lúc đói, khác với cái xét nghiệm gluco huyết tương tĩnh mạch lúc đói. Em hiểu nhé. Và tiêu chuẩn thứ hai đó là gluco huyết tương tĩnh mạch lúc đói lớn hơn hoặc bằng 7.0 mmol trên lít nha. Thì hiểu thay câu hỏi là như thế nào gọi là gluco huyết tương tĩnh mạch lúc đói? Fasting tức là đói à. Còn breakfasting thì người ta gọi là phá vỡ sự đói, tức là lăn sáng à. Fasting đói còn được định nghĩa là bệnh nhân không dung nạp calo trong vòng ít nhất 8 giờ trước đó nha. Nên mà em phải nhấn mạnh là không dung nạp calo không có nghĩa là bệnh nhân không ăn ha. Mà em phải nói rất rõ đó là bệnh nhân đói có nghĩa là bệnh nhân không dung nạp calo trong ít nhất 8 giờ trước đó. Tiêu chuẩn số 3 đó là tiêu chuẩn về nghiệm pháp dung nạp gluco, tức là người ta ký hiệu bằng R2, đây là R0. R2 phải lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít. Và tiêu chuẩn cuối cùng đó là tiêu chuẩn gluco huyết tương tĩnh mạch bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít, kèm theo các triệu chứng cổ điển của tăng gluco máu, tức là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều, hoặc là cơn tăng gluco máu cấp, tức là một trong hai cái bệnh lý. Bệnh lý thứ nhất đó là toan sơ tôn đái tháo đường, và bệnh lý thứ hai đó là tăng thẩm thấu do tăng gluco máu nha. Em hiểu nha. Và một cái vấn đề mà anh nói tiếp theo sau đây đó là cái vấn đề làm lại hai lần nha. Anh xếp đây tiêu chuẩn số 1, đây tiêu chuẩn số 2, đây tiêu chuẩn số 3 và đây là tiêu chuẩn số 4. Thì đối với tiêu chuẩn số 1, tiêu chuẩn số 2, tiêu chuẩn số 3, chúng ta làm hai lần. Và nhiều sinh viên đặt câu hỏi với anh, tại sao phải làm hai lần? Thì trên thực tế ADA người ta không đề cập vấn đề này. Người ta không bắt buộc chúng ta phải làm hai lần đối với bất cứ tiêu chuẩn nào. Người ta chỉ nói em chú ý do sao ở đây. Người ta chỉ nói rằng nếu như không có sự tăng đường mẫu rõ, unequivocal, tức là không có cái sự tăng đường mẫu rõ, kết quả nên được khẳng định bằng cách lặp lại cái test đó. Đó, ADA người ta chỉ nói như vậy thôi. Người ta đặt cái tình huống làm lại hai lần này là trong trường hợp có nghĩa là có hoặc là không. Ví dụ anh đặt tình huống một bệnh nhân vào viện và họ làm đường mẫu lúc đói là 22 mmol trên lít. Theo mẹ em người chúng ta có cần phải làm lại gluco mẫu để chẩn đoán đái tháo đường cho bệnh nhân hay không? Câu trả lời sẽ là đâu cần nữa, yeah, không cần nữa, tại vì đường tăng quá rõ rồi, cho nên là bệnh nhân sẽ không cần phải làm lại, đường mẫu nữa, yeah. ADA muốn nhấn mạnh trong cái trường hợp này đó là
Họ nhấn mạnh về cái vấn đề đó là nhiều khi glucose máu của bệnh nhân có những cái sự biến động, vào những cái khoảng thời gian trong ngày, và nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều các cái yếu tố khác, chẳng hạn như là việc ăn uống hoặc là các cái stress, hoặc là bị bệnh nhân bị ốm nữa chẳng hạn. Thì những cái tình huống này có thể làm cho cái glucose bệnh nhân bị biến động, cho nên nếu như mà có một cái sự tăng nhẹ, chẳng hạn như là bệnh nhân vào viện có cái glucose là khoảng 7,2 chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta cần phải làm lại xét nghiệm một lần thứ hai để chúng ta khẳng định về cái sự tăng đường máu này là bền vững, tức là bệnh nhân đang bị đái tháo đường chứ không phải là vì một cái sự biến động nào đó. Nhưng mà nếu như cái đường máu đã tăng quá rõ rồi và cái sự tăng này không giải thích được bằng cái sự biến động nhé, tức là một bệnh nhân không thể có một cái sự biến động nào mà cái đường máu có thể tăng vọt lên 22 mmol trên lít thế đó. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta chẩn đoán luôn là bệnh nhân bị đái tháo đường, chứ chúng ta không cần phải làm lại lần thứ hai nữa. Việc làm lại lần thứ hai chỉ áp dụng cho trường hợp đó là bệnh nhân có cái sự tăng đường máu không rõ, và thông thường áp dụng trong những cái trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng của tăng glucose máu, tức là ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều, và khi mà em xét nghiệm ra đường máu nó lấp lửng ở cái con số ranh giới, hoặc là đối với HbA1c mà em sẽ xét nghiệm ra là bằng khoảng 6,8% chẳng hạn, HbA1c nó bằng khoảng 6,8% nha. Chúng ta cần phải biết là chúng ta chẩn đoán đái tháo đường cho bệnh nhân thì nó giống như là một cái án treo vậy, tức là bệnh nhân phải phải sống với nó suốt đời và bệnh nhân phải dùng thuốc để điều trị suốt đời. Cho nên việc chẩn đoán phải cẩn thận trong những cái trường hợp này. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ cần làm những cái chúng ta làm lại cái xét nghiệm trong trường hợp là tăng glucose máu không rõ nha, mà em hiểu chứ. Rồi, nội dung cuối cùng mà anh sẽ đề cập đó là một số cái tình huống lâm sàng mà ADA có nhấn mạnh trong việc về chẩn đoán đái tháo đường của họ. Tình huống số 1 đó là giả sử như một bệnh nhân vào viện có HbA1c bằng 7% thì em phải làm gì tiếp theo để chẩn đoán nha. Rõ ràng thì HbA1c ở đấy 7% có nghĩa đã lớn hơn 6,5% rồi ha. Và nhưng mà cái sự tăng HbA1c này có thể là chưa rõ vì nó cũng không lớn hơn hoặc bằng 6,5% bao nhiêu, thì mà em sẽ phải thực sẽ làm lại. Em sẽ có hai sự lựa chọn: em sẽ làm lại HbA1c hay mà em làm lại rồi không. Thì trong tiêu chuẩn của ADA người ta đã đề cập rất là rõ mà em phải repeat testing. Nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trên em đã làm xét nghiệm gì thì bây giờ em phải làm lại xét nghiệm đó nha. Cho nên trong trường hợp này nếu em lựa chọn một trong hai xét nghiệm là HbA1c hoặc là R0 thì đáp án sẽ là mà em sẽ làm lại HbA1c nha, làm lại HbA1c. Ví dụ như trường hợp số 2 họ họ ra kết quả là 6,8, tức là hẳn cũng lớn hơn 6,5%, có nghĩa là trong trường hợp này bệnh nhân đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường à. Mà em hiểu nha. Rồi, đó là tình huống đầu tiên họ đưa ra. Tình huống thứ hai họ đưa ra đó là giả sử một bệnh nhân có HbA1c là 6,8% và R0 là 7,2 mmol trên lít. Thì bây giờ em sẽ làm gì tiếp theo để chẩn đoán? Rõ ràng HbA1c của bệnh nhân lớn hơn hoặc bằng 6,5% và R0 cũng lớn hơn hoặc bằng 7,0 mmol trên lít. Như vậy cả hai đều thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Vậy câu hỏi là em sẽ làm gì tiếp theo để chẩn đoán đái tháo đường cho bệnh nhân này? Mà em sẽ chọn một trong hai đáp án: HbA1c hoặc D0. Em chọn xét nghiệm nào? Thì câu trả lời có vẻ như là em sẽ chọn xét nghiệm nào cũng được, tại vì cái nào hẳn cũng trên. Cho nên nếu như chúng ta làm lại xét nghiệm, bất cứ xét nghiệm nào nó trên thì nó đều thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán của ADA. Tuy nhiên ADA nhấn mạnh rằng nếu như bệnh nhân có hai tiêu chuẩn làm một lần mà đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường thì mà em sẽ chẩn đoán là bệnh nhân bị đái tháo đường luôn, và mà em sẽ không cần phải làm lại lần thứ hai nữa nha. Nếu lớn hơn hoặc bằng hai tiêu chuẩn cùng thỏa mãn thì sẽ chẩn đoán luôn
là bệnh nhân bị đái tháo đường. Mày hiểu chưa? Vì vậy trong trường hợp này, chúng ta không cần phải làm gì nữa hết. Chúng ta chẩn đoán ngay bệnh nhân bị đái tháo đường. Tình huống số 3, đó là một bệnh nhân có HbA1c bằng 6,9, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 6,5% thỏa mãn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây không xét nghiệm ra nó dưới 7. Nó dưới 7. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta có một cái trên tiêu chuẩn, một cái dưới tiêu chuẩn. Thì mẹ em sẽ làm gì tiếp theo? Và câu trả lời cũng sẽ có hai đáp án. Em làm HbA1c hay em làm dưới không? Thì ADA có nhấn mạnh đó là nếu như mà em làm hai xét nghiệm, một cái trên và một cái dưới, một cái trên và một cái dưới, thì mẹ em sẽ lặp lại cái xét nghiệm trên tiêu chuẩn. Em hiểu không? Như vậy HbA1c lớn hơn bằng 6,5 thì mẹ em sẽ phải làm lại HbA1c nha. Và nếu như nó trên 6,5 một lần nữa thì chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân là bị đái tháo đường. Rồi, em hiểu không? Và cái tình huống này là một cái tình huống mà em sẽ rất hay gặp trên lâm sàng. Đó là tình huống này tương tự như cái tình huống của slide trước. Tức là một bệnh nhân em làm HbA1c lần 1 là 6,8, lần 2 6,9. Tuy nhiên khi nào xét nghiệm rê không nó cũng dưới 7 mmol trên lít thế đó. Vậy trong trường hợp này em có chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường hay không? Mà em có chẩn đoán được bệnh nhân bị đái tháo đường hay không? Thì câu trả lời là có. Tại vì tiêu chuẩn rất là rõ ràng, bệnh nhân chỉ cần thỏa mãn một trong năm tiêu chuẩn, một trong bốn tiêu chuẩn mà anh đã nói trước đó. Ở đây bệnh nhân này đã thỏa mãn cái tiêu chuẩn của HbA1c, họ đã làm hai lần và cả hai lần kết quả đều lớn hơn hoặc bằng 6,5%. Tuy nhiên bệnh nhân này lúc nào làm rê không nó cũng dưới 7 hết đấy. Thì đây là vì sao có chuyện không tương đồng như vậy. Thì vẫn có một số bệnh nhân rê không ổn định, tuy nhiên rê sau ăn thì nó sẽ tăng vọt nha. Những cái bệnh nhân này là những cái bệnh nhân bị rối loạn cái gluco máu, rối loạn dung nạp cái gluco, có nghĩa là cứ ăn đường một cái là cái đường máu sau ăn của họ sẽ tăng vọt. Thì những cái bệnh nhân này vẫn xếp vào bệnh nhân đái tháo đường ha, và cái yếu tố nguy cơ của họ vẫn tương tự như những cái bệnh nhân có cái rối loạn rê không. Tức là các cái nghiên cứu người ta thấy là người ta chủ yếu là người ta đánh giá về cái mối liên quan giữa HbA1c và HbA1c nó quan trọng hơn nha. Như vậy anh đã nói cho mẹ em xong cái phần tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, hy vọng nó sẽ không phức tạp lắm.